Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương. Xin trân trọng kính chào toàn thể anh chị em, cô bác, bà con trên mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay em giới thiệu anh chị em một chiếc Honda City 2016 số sàn động cơ 1.5. Vâng, trước mặt anh chị em nhà mình đây, chúng ta có một chiếc Honda City sản xuất năm 2016 số sàn động cơ 1.5 MT. Một chiếc xe đẹp, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ, đến từ thương hiệu Honda của Nhật Bản. Và chiếc xe này hiện nay đang được trưng bày và giao bán tại Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương, lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Số điện thoại liên hệ 0855 966 966. Với giá tiền chỉ nhỉnh 300 triệu thôi, chỉ nhô 300 triệu thôi, loanh quanh nhô 300 triệu một tí tẹo tẹo tẹo, anh chị em nhà mình đã sở hữu được một chiếc xe Honda City 2016 số sàn động cơ 1.5 tiết kiệm nhiên liệu. Xe được trang bị những gì? Đèn pha là đèn halogen này, mặt ca lăng mạ chrome sáng bóng, có đèn gầm đầy đủ cho anh chị em nhà mình rồi, có đèn led ban ngày, xinh nhan trên gương bằng giải đèn led, tay nắm cửa mạ chrome, có camera lùi đầy đủ cho anh chị em nhé. Thế còn ở bên trong, máy là động cơ iVTEC tiết kiệm nhiên liệu rồi. Động cơ của nó là iVTEC tiết kiệm nhiên liệu nhá. Gương kính chỉnh điện, cụp điện, có gương kính chỉnh điện cụp điện này. Có vô lăng tích hợp bàn phím này. Màn hình Android giải trí thông minh, camera lùi, đầu DVD. Ghế da màu xám, màu ghi xám. Táp ly táp lô hai màu. Trần nỉ nguyên bản, số sàn động cơ 1.5. Đấy. Trang thiết bị là như vậy, nội thất là như vậy, form dáng là như vậy. Giá tiền hơn 300 triệu thôi, nhỉnh 300 triệu, triệu một tí tẹo tẹo tẹo. Tùy theo nhu cầu sử dụng, tùy theo nhu cầu của anh chị em, yêu cầu Dũng Audi làm những gì thì Dũng Audi sẽ cân đối để chốt cho anh chị em một cái mức giá tốt nhất. Khi anh chị em điện thoại qua Dũng Audi 0855 966 966. Giá bao rút hồ sơ, giá bao sang tên, giá bao sang tên vận chuyển, anh chị em nhà mình alo cho Dũng Audi 0855 966 966 để em chốt giá tùy theo nhu cầu của anh chị em. Thế còn về chất lượng xe đây, chỉ này, anh chị em nhìn thấy chỉ này, đây keo chỉ đây, không mất một phân trên keo chỉ nào. Đây ốc áp còn nguyên zin, còn nguyên cả vết bụi của thời gian anh chị em nhé. Đấy ốc này, phần tai, phần bản lề, phần ốc, tất cả còn nguyên zin. Đấy, và còn nguyên cả vết bụi của thời gian luôn. Đây, chỉ này. Đây, ốc này, tai này, bản lề, nguyên zin. Cốp, rồi chúng ta sẽ đến cốp. Đây là phần cốp đây anh chị em nhé. Máng nước này, hai bên máng nước này, hai bên máng nước này. Đây đinh tán này, keo nhà máy này. Ốc cốp còn nguyên zin chưa mở này. Chỉ cốp đây, anh chị em nhìn thấy chỉ cốp này. Chỉ cốp đây. Ốc cốp, chỉ cốp nguyên zin nhá. Khoang cốp thì rộng rãi. Đây, lốp dự phòng này, khoang lốp dự phòng này. Các gân gờ, mũi chìm mũi nổi còn nguyên si hết anh chị em nhé. Rồi, bây giờ cánh đằng sau, bên phụ đây, cánh sau bên phụ đây cũng còn nguyên zin, phần tai, phần bản lề đây, ốc này đây, nguyên zin hết. Đây nội thất đây, phía đằng sau đây, nội phần thất đằng trước đây, quá đẹp. Đây chỉ này, chỉ của cánh bên phụ này, phần tai, phần bản lề, anh chị nhìn thấy ốc a còn nguyên zin hết đúng không ạ. Rồi giờ chúng ta đến phần đầu của xe cũng như là phần động cơ của xe nhé. Thank you.
đây là phần đầu của xe, thì khi mở phần đầu ra thì anh chị em nhìn đấy, ốc cabo này, ốc cabo chưa mở, chỉ cabo này, chỉ cabo, đấy, chỉ cabo đây, ốc cabo này, chỉ cabo còn nguyên, ốc cabo còn nguyên, phần tai này còn nguyên vết bụi đoạn thời gian, phần giảm sóc này, rồi là phần răng, phần càng sassi này, anh em nhé, sassi đây. Anh em nhìn thấy cảm sát xì nguyên zin hết, rất dễ nhìn, xe này rất dễ nhìn cảm sát xì luôn. Bên này cũng vậy, phần tai này, phần giảm sóc này, phần răng này và phần cảm sát xì. Đây cảm sát xì nhìn đây lại, đây sát xì đây anh em nhé, đây phần cảm sát xì đấy, tất cả còn nguyên zin. Thế còn về phần động cơ thì con này thì động cơ của nó thì anh em nhìn thấy từ chân máy nhé, từ ốc chân máy này đến các chi tiết ốc của động cơ còn nguyên luôn. Đấy. Anh em nhìn này, ốc ác còn nguyên zin chưa mở nhá. Zin hết, ốc zin chưa mở. Đấy, máy zin nhá. Máy zin, em cam kết cho anh chị em nhìn này. Từng chi tiết ốc một tất cả còn chưa mở bất cứ con ốc nào. Đấy, ốc ác này, từ ốc trong ra ốc ngoài còn nguyên zin chưa mở. Một chiếc xe nguyên zin, keo chỉ zin, máy số zin của chiếc xe này, máy zin, keo chỉ zin, máy zin. Như chiếc xe này em bán có hơn 300 thôi anh chị em nhé, hơn 300 triệu. Hãy alo cho em Dũng Audi 0855 966 966 để chốt giá, giá bao rút hồ sơ, giá bao sang tên, giá bao sang tên vận chuyển, tùy theo nhu cầu của anh chị em sẽ chốt cho anh chị em một mức giá tốt nhất. Hãy liên hệ với em 0855 966 966 và đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm vào follow kênh để cập nhật thông tin những chiếc xe mới về, những video clip chi tiết của mỗi chiếc xe mới về tại Dũng Audi, các buổi live stream báo giá, trò chuyện tương tác, tư vấn trực tiếp, chốt giá tụt quần công khai trên live stream. Anh chị em cũng sẽ nhận được thông báo khi bấm đăng ký kênh, bấm follow kênh. Vâng, Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương, lô 14.3, đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Số điện thoại liên hệ 0855 966 966. Có định vị ở trên bản đồ, anh chị em cứ lên trên phần bản đồ đánh chữ Dũng Audi là sẽ tìm thấy địa chỉ cửa hàng, dẫn đường, có cả dẫn đường luôn, có định vị dẫn đường anh chị em nhé. Vâng, Dũng Audi xin trân trọng cảm ơn, kính chào và hẹn gặp lại.